trở lại cái trang quản lý website của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một số phần khác nữa, một số khu vực khác nữa, một số khu vực đặc biệt khác. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai khu vực khá là đặc biệt. Thứ nhất là khu vực bảng giá, các bạn click vào đây. Trong cái khu vực phần kết 02 chúng ta, các bạn mở rộng ra thì các bạn thấy rằng là nó có hai cột. Và trong mỗi một cột thì nó sẽ có một cái khối, một cái đối tượng được gọi là khối. Khối bảng giá khuyến mãi 1, rồi khối form mẫu đăng ký 1. Đây được gọi là một cái khối. Đây bên này cũng vậy. Khi click vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có một cái tùy chọn, đó là chọn khối, đó là khối nào. Khối form mẫu đăng ký 1 hay là bảng giá khuyến mãi 1. Ví dụ đây tôi sẽ chọn là bảng giá khuyến mãi 1. Đó. Và giả sử là tôi muốn đổi cái này thành một cái khối khác, khối form mẫu đăng ký 1 này, nó sẽ thành một cái form mẫu đăng ký. Ok, vậy làm sao để có được những cái khối này thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Các bạn trở lại cái trang quản lý website của chúng ta, ở cái địa chỉ này. Rồi, địa chỉ website của chúng ta gạch chéo admin. Các bạn ý bên dưới cái hình mục trang này ở đây, nó có một cái khu vực được gọi là khối. Chúng ta sẽ vào khối. Và sau đó đây thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang hiện tại thì đang có hai cái khối. Một cái khối là bảng giá khuyến mại 1 và một cái là form mẫu đăng ký 1. Ta click nút xem. Xem. Đây. Đây chính là cái khối bảng giá và đây là khối form đăng ký. Thì bây giờ mỗi khi mà các bạn muốn sửa những thông tin ở trên cái bảng giá của mình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đơn thuần là vào cái bảng giá khuyến mãi 1 này để chỉnh sửa. Ví dụ ở đây các bạn có thể vào chỉnh sửa bảng giá khuyến mãi 1 chẳng hạn, chỉnh sửa. Rồi, các bạn thấy rằng đây chúng ta sẽ có một số đoạn mã. Thì muốn chỉnh sửa cái giá ở trên cái bảng giá này thì các bạn đơn thuần là thay đổi cái số ở đây. Ví dụ bảng giá đây là giá gốc 699.000, bây giờ bạn muốn sửa lại thành là 1 triệu chẳng hạn, 1.200.000. 1.299.000. Giá khuyến mãi của nó bây giờ sẽ là 1.999.000 chẳng hạn. Ok. Thì bây giờ các bạn click nút là cập nhật, chúng ta lưu lại. Và chúng ta sẽ trở lại cái trang chủ của mình chẳng hạn. Nó cũng đang dùng cái bảng giá khuyến mãi 1 này. Thì để xem kết quả là như nào. Chúng ta click nút xem trang. Rồi chúng ta sẽ xuống dưới. Đây các bạn thấy rằng bây giờ cái bảng giá chúng ta đã là giá là 1.299.000 rồi. Và chỉ còn 999.000. Đây là cách chúng ta sẽ chỉnh sửa nội dung ở trên cái phần khối, phần bảng giá này. Đây, khi mà để di chuột đây các bạn ý là chúng ta thấy một cái là edit block, tức là chỉnh sửa cái khối. Đó. Và cụ thể là cái landing page mẫu khung 1 này nó đang dùng cái bảng giá 1 này. Bây giờ giả sử các bạn muốn rằng là cái landing page 02 chúng ta sử dụng một cái bảng giá khuyến mãi khác, một cái bảng giá 02, thì chúng ta sẽ đơn thuần là tạo một cái bảng giá khuyến mãi 2. Cách là thêm một cái bảng giá khuyến mãi 2 giống y hệt nội dung của bảng giá khuyến mãi 1, các bạn sẽ thêm trang mới. Rồi, sau đó chúng ta như là bảng giá khuyến mãi 2. Và chúng ta sẽ copy cái nội dung của cái bảng 1 vào đây. Các bạn vào phần khối trở lại. Chúng ta sẽ copy cái nội dung của bảng giá khuyến mãi 1 chỉnh sửa. Rồi chúng ta sẽ copy vào đây. Các bạn cùng chúng ta copy rồi paste vào cái bảng giá khuyến mãi 2, paste vào đây. Và chúng ta chỉnh sửa lại nội dung giá, ví dụ như là 299.000 giá gốc chẳng hạn. Giá khuyến mãi chỉ còn là 129.000, ví dụ như vậy. Các bạn cứ đăng bài viết. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ sửa trên cái trang landing page 2 của mình. Các bạn click nút áp dụng. Cập nhật đã, thì chúng ta load lại cái trang này. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn lại cái khối ở trong cái phần là bảng giá của mình. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta vẫn thấy rằng là nó vẫn đang sử dụng cái bảng giá khuyến mãi 1. Bây giờ các bạn chỉ cần chọn lại thành bảng giá khuyến mãi 2. Ok, vậy là xong. Chúng ta áp dụng. Vậy chúng ta đã có một cái bảng giá khuyến mãi 2 tương ứng với phần là chỉnh sửa bảng giá khuyến mãi bên này. Đơn giản là như vậy thôi. Các bạn click nút khối và kiểm tra lại. Thì đây, tất cả là những cái khối. Chủ yếu chúng ta sẽ dùng cái khối này cho bảng giá khuyến mãi và cái form mẫu đăng ký. Bây giờ còn một vấn đề nữa, đó là khi mà khách hàng của chúng ta nhập cái thông tin của họ, họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ thì nó sẽ gửi về đâu? Thì chúng ta sẽ vào khu vực sau. Các bạn sẽ vào một cái mục ngay bên dưới khối, đó là mục form đăng ký.
đặt click vào comment. Ok, ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có một cái gọi là mẫu form đăng ký. Đây chính là cái form đăng ký. Đây là một cái ứng dụng giúp cho chúng ta tạo ra nhiều cái form đăng ký trên cái website của mình. Và chúng ta hiện tại đang có một cái có tên là mẫu form đăng ký được sử dụng cho cái landing page 01. Các bạn click vào nút dữ liệu ở đây. À, chúng ta sẽ thấy rằng là đã có một cái thông tin người đăng ký, chính là tôi vừa nãy đã đăng ký thử. Họ tên, rồi email, số điện thoại, địa chỉ, nó xuất hiện ở đây. Các bạn click nút này để quay trở lại. Đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ các bạn muốn tạo một cái form đăng ký mới thì ngoài cái việc là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái khối mới thì các bạn cũng sẽ cần phải tạo ra một cái mẫu form đăng ký mới ở đây. Cụ thể các bạn có thể click nút tạo form mới, hoặc là chúng ta sẽ sao chép nhân đôi cái mẫu form đăng ký cũ này, đặt tương nhân đôi và đặt tên nó là mẫu form 2. Thì có thể là mỗi một landing page của chúng sẽ cần một cái mẫu form đăng ký khác nhau. Các bạn click nút tạo form. Rồi, ok. Và nếu như các bạn có muốn chỉnh sửa thêm dòng hay là chỉnh sửa nội dung gì đó thì làm theo bước trên đây. Chúng ta trở lại với cả cái form của mình. Đây chính là mẫu form 2. Và các bạn sẽ click nút là Get Shortcode. Chúng ta click nút là Copy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái trang mới. Rồi, ok, đặt tên là mẫu form đăng ký 2. Hay là form đăng ký 2 được ạ. Chúng ta paste cái shortcode đó vào đây. Tức là đơn giản là copy này. Các bạn click nút Get Shortcode, copy và nó paste vào cái form đăng ký 2. Đơn giản như vậy thôi. Và click nút đăng bài viết. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta sẽ quay trở lại cái landing page của mình. Chúng ta lại refresh lại cái trang này một lần nữa. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cái khối này. Nó sẽ không phải là form mẫu đăng ký 1 nữa, mà sẽ là form đăng ký 2. Ok, như vậy là xong. Các bạn click áp dụng. Như vậy thì chúng ta đã thay đổi được cái bảng giá cũng như cái form đăng ký mới ở trên một cái landing page mới của mình. Cách làm đơn giản là như vậy. Còn một cái vấn đề cuối cùng nữa ở trong cái bài giảng này liên quan đến sử dụng Flash Sum để thiết kế landing page. Đó là các bạn còn nhớ rằng là khi chúng ta thiết kế giao diện của website, ở ngay trong bước đầu tiên, bước nhìn, các bạn đều đã nắm được rằng là chúng ta cần phải xác định được ngay từ ban đầu những cái màu sắc chủ đạo cũng như là cái phông chữ chủ đạo của website của mình. Vậy thì chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào ở trên cái nền tảng này? Dĩ nhiên là các bạn có thể là chỉnh sửa từng cái khu vực một. Chỉnh sửa từng cái khu vực đây, chỉnh màu xanh, chỉnh màu cam, ví dụ như vậy, chỉnh sửa từng tất cả các khu vực. Và mặt khác thì chúng ta sẽ còn một cách nữa, đúng ra là một cách bổ trợ cho công việc đó. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái tùy chỉnh giao diện chung cho toàn bộ website của chúng ta. Nó nằm ở khu vực này. Các bạn ấy của cái thanh bên trên cùng phần giao diện thiết kế Flashsum sẽ có một cái nút là nút tùy chỉnh giao diện. Một cách khác nữa là các bạn có thể là vào click vào cái mục giao diện ở đây, xong click vào tùy chỉnh. Có hai cách để chúng ta sẽ vào cái khu vực chỉnh sửa cái giao diện chung cho toàn bộ website của mình. Các bạn click nút tùy chỉnh đây chẳng hạn. Và như ở đây là các bạn thấy rằng là chúng ta đã có thêm được một cái công cụ nữa để có thể chỉnh sửa những cái giao diện chung cho toàn bộ website chúng ta. Cái giao diện của nó khá là giống với cả cái UX Builder. Ở đây thì nó sẽ đơn giản hơn. Nó cũng sẽ có các cái ô là chỉnh sửa hiển thị ở trên các thiết bị khác nhau. Và nó cũng có cái thanh phần khu vực bên trái để chúng ta chỉnh sửa những cái khu vực, ví dụ là chỉnh sửa header, cái đầu trang, chỉnh sửa cái style, chỉnh sửa những khu vực khác. Bây giờ chúng ta sẽ để ý về cái phần là phông chữ và màu sắc chủ đạo, thì các bạn click vào cái phần phong cách, phần style này. Và chỗ đây sẽ có một cái mục màu sắc. Đây chính là khu vực mà chúng ta chỉnh đổi, thay đổi cái màu sắc chủ đạo của website của mình. Ví dụ đây là màu sắc chủ đạo đang màu xanh này, các bạn click nút chọn màu. Rồi chúng ta sẽ copy mã màu vào đây, chọn bất kỳ một cái màu nào khác trong khu vực này, các bạn click vào.
chúng ta có thể đổi màu phụ chẳng hạn, rồi màu của chữ, màu của chữ dùng cho phần thân, rồi màu chữ của tiêu đề, rồi màu của các đường dẫn. Các bạn có thể toàn quyền thay đổi những cái màu sắc ở đây. Ngoài ra thì cái phần phông chữ thì sao? Phông chữ thì chúng ta sẽ click vào phần là phông và kiểu chữ. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái danh sách những cái sự lựa chọn của mình. Đây là thay đổi phông chữ các tiêu đề. Các bạn click vào nút phông Family. Hiện tại thì đang dùng phông Open Sans. Các bạn click vào và hiện ra rất là nhiều phông khác để các bạn có thể lựa chọn. Đó. Bên dưới cũng vậy. Phần thân, tức là chữ, kiểu chữ phần thân, phần body. Rồi cỡ chữ của phần thân, rồi cỡ chữ phần thân trên điện thoại, chúng ta sẽ có những cái tùy chọn sửa chung. Rồi phông chữ ở các thanh menu điều hướng, rồi các khu vực khác rất là nhiều. Các bạn có thể thoải mái chỉnh sửa ở đây. Và đây là cái vị trí để giúp chúng ta chỉnh sửa cái phông chữ kiểu chữ chung cho toàn bộ website của mình. Các bạn có thể thay đổi. Ok. Ngoài ra trong quá trình mà chỉnh sửa nội dung ở trên website, trên landing page, có bất cứ một cái vấn đề nào hay cái băn khoăn nào thì các bạn hoàn toàn có thể là vào trong group của Facebook của khóa học để chúng ta có thể cùng trao đổi và tìm ra cái hướng giải quyết, tìm ra cách thức để chúng ta tùy biến tốt nhất, tùy biến nhiều nhất cho cái landing page của mình.